Đây là tổng hợp nước xí muội nè, cô bé mới vừa làm xong các bạn. Đây là kênh ù thích ăn chay. Cái món này mà lên mâm tiệc là đảm bảo hết luôn. Rất là nhiều món ăn cơm tao á. Quá rồi các bạn. Ăn cá người ta luôn rồi. Xin chào các bạn. Hôm nay cô bé chia sẻ cho các bạn một món khai vị cho bữa tiệc. Món này cô bé đã có làm rồi, rất là ngon luôn các bạn, mà đơn giản dễ làm. Bao tử chiên giòn chấm với lại sốt chấm với lại nước xí muội, mà quan trọng là cái nước xí muội này là tự tay ở nhà cô bé làm chứ không có mua ở chợ nha các bạn. Thì cái món này nó rất là đơn giản, dễ làm. Thì các bạn có thích, các bạn nào có thích thì bắt tay vô làm với cô bé. Thì giờ cô bé trước nhất, cô bé xin giới thiệu nguyên liệu chính của nó. Cô bé có hai miếng bao tử này các bạn, cô bé đã luộc cho các bạn, luộc khoảng chừng 5 phút nha các bạn, rồi vớt ra để cho nó ráo. Bao tử chay nha các bạn. Nếu các bạn nào mà sợ khó mua thì cứ liên lạc với ù hoặc là qua nhà của bé. Cô bé có bán cái bao tử chay này luôn. Thì hai cái bao tử này á là cô bé sẽ nêm nếm gia vị vô 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê muối, rồi 1/3 muỗng cà phê đường, rồi 1/3 muỗng cà phê tiêu luôn, một muỗng canh tỏi, mà tỏi này cô bé đã phi rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn nào không ăn tỏi thì khỏi cần dùng tỏi cũng được nha các bạn, còn cô bé thì cô bé dùng nha. Hai miếng bao tử là cô bé sẽ làm một bịch rưỡi bột chiên giòn. Thì nước hiện lát cô bé chế tới đâu thì cô bé sẽ nói cho các bạn biết. Cái nguyên liệu mà cô bé làm mà nước xí muội á các bạn, có 2 muỗng canh đường, muỗng canh ớt, mà ớt của Hàn Quốc ấy các bạn, ớt Hàn Quốc nè. Còn nếu các bạn không có ớt Hàn Quốc thì các bạn làm tương ớt thường cũng được, tương ớt hay gì đó, xi mét gì đó. Cô con này cô bé nhà, tại vì còn ớt Hàn Quốc cô bé làm ớt Hàn Quốc. Rồi 1/4 cầu muỗng cà phê ớt, mà ớt tươi á các bạn, với lại 2 muỗng nước mắm nữa nha các bạn. Ở đây là mình có là 2 trái tắc, 2 muỗng nước này vô đặng cô bé làm đường cho nó tan nha các bạn. Dưới đây là cải xà lách, cà chua nè các bạn, cải xà lách với cà chua mà mình trang trí rồi mình ăn luôn. Bắt tay nhau vô làm. Giờ bác cắt bao tử nha các bạn, mình cắt sợ sợ gì đi, mình chiên nó đẹp, muốn ăn dài, muốn ăn ngắn gì thì tùy theo gia đình của mình. Cô bé phái cắt gì nè, nó ngon đó. Giờ cô bé cắt loại gì, hồi cô bé nhúng bột chiên nó đẹp. Bột này nè, bột này các bạn nên nhớ nha, không bỏ cái gì hết nha, tại vì bao tử mình nó ướt rồi, nó thấm bao tử rồi. Giờ một cô bé để một chén nước này, chén này chén ăn cơm này các bạn, và cô bé pha từ từ nha các bạn. Cái này là đặc chứ không được lỏng nha, lỏng là mình chiên nó không có bám vô cái miếng bao tử nha. Giờ mình đi la pha chế cái nước xí muội nha. Giờ cô bé đổ vô đây là 2 muỗng canh nước nha các bạn. Bây giờ cô bé nặng 2 trái tắc vô đây luôn nha các bạn. Rồi cô bé bỏ 1 muỗng ớt Hàn Quốc vô.
Này là tương ớt Hàn Quốc. Quấy quậy cho nó đều lên. Nếu mà các bạn không kiếm được tương ớt Hàn Quốc, có thể dùng tương ớt bình thường cũng được nha. Giờ chảo nóng cô bé đổ dầu vô nha nha, phun nửa vô nè, đó cho nó thấm, chiên tới đâu bỏ tới đó nha. Đó, mình trộn lên cho nó đều. Chiên giòn ngon quá trời này các bạn. Hoàn tất rồi, giờ mình chỉ bày ra dĩa là ăn thôi các bạn. Đơn giản mà gọn mà lẹ nữa các bạn. Nào mà không có thời gian nên làm món này ăn nè, rất là lẹ. Dùng với hai cô cháu mình nha. Món đó thì món chiên, rồi kèm lại mình ăn với cải xà lách đó các bạn, nó mát lại. Cái món chiên thì phải có cái món mát nha các bạn. Cô bé cuốn chung lại gì, cô bé ăn chấm với nước ra cái xí mụ của mình nè các bạn. Ở nhà mình làm luôn nha, chua chua ngọt ngọt. Quan trọng là cái xí mụ, ba cái nước xí mụ ngon rồi chấm chua chua. Cái nước xí mụi rất là ngon nha các bạn. Chua chua, cay cay, ngọt, mặn mặn. Chấm với lại cái này rất là vừa ăn luôn. Cái món này mà lên mâm tiệc là đảm bảo hết luôn. Cái món mà nhà mình mà có dịp á là đám tiệc gì đó, bé sẽ làm một cái mâm tiệc nha các bạn. Nếu mà cho các bạn tham khảo coi bé sẽ làm một mâm tiệc gồm có những món gì nha. Bé mình làm rất là nhiều mâm tiệc, rất là đặc sắc, ngon luôn đó nha. Rất là nhiều món luôn, phong phú lắm. Các bạn sẽ từ từ thấy những cái món ăn ngon của bé nữa nha. Rất là nhiều món ngon bánh bao á. Quá rồi các bạn. Hên xui nha các bạn. Bé là mình khiêm tốn các bạn ơi. Quá là hên xui đó. Để mình cắn nha. Này miếng tưng tưng nè. Ê, bên trong các bạn. Ngon quá. Đập chiêu là sốt xí mụi hình con cá heo. Ăn cá của người ta luôn rồi. Chấm con cá rồi. Chấm con cá. Ngon quá bé. Thôi mày ăn nhiều đi. Giờ mình hoàn tất xong cái món bao tử chiên giòn chấm xí mụi. Xí mụi này là
cô bé tự chế ra nha các bạn, chứ không có mua ngoài chợ nha. Thì các bạn nào mà có muốn làm cái món này thì coi theo công thức của cô bé làm. Cái món này cô bé có làm được mấy lần rồi, và cô bé mới dám chia sẻ cho các bạn. Thì cái bữa tiệc đi mình làm món này thành thế, cái món khai vị ăn nó ngon mà nó không có ngán nữa. Bây giờ thời đại giờ nó mới rồi, tân tiến rồi các bạn, kệ gì mình làm mấy cái món mới ăn cho anh ta ngán. Thì cô bé cũng chúc thành công trong cái món bầu tử chiên giòn chấm nước xí muội, để cho gia đình mình tham khảo anh thử là cái món này ăn ngon như thế nào. Thì nhớ like và subscribe cho hai cô cháu cô bé. Cảm ơn các bạn đã xem video của cô bé và dưới ồn của cùng đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của hai cô cháu mình nha. Chúc các bạn sức khỏe và bây giờ là bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn và bây giờ là mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.